Cảm ơn mọi người đã ghé thăm kênh Nhà Đầu Tư Nội Trợ. Lại là mình đây. Hôm nay đã là ngày 3 tháng 7 rồi. Mình có nói với mọi người rằng là mình sẽ chờ một vài ngày để ra những cái nhận định đầu tiên trong tháng. Đây sẽ là một cái video mình nói về nhận định có thể rằng là cả trong cả tháng 7. Mình xin phép mọi người rằng là mình rất là khó có thể đưa ra những cái mốc thời gian chính xác. Ví dụ như là nửa tháng sắp tới như nào, một tháng như thế nào. Và những cái nhận định mình sẽ tập trung nói rằng là đó là nhận định trong ngắn hạn, trung hạn hoặc là dài hạn thì nó sẽ chính xác hơn. Ví dụ như là dài hạn thì có thể là vài tháng tiếp theo sắp tới về xu hướng thị trường, trung hạn có thể là 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng. Thì bởi vì chúng ta đều biết rằng là thị trường nó biến động rất là nhanh. Một thông tin mới, một thay đổi mới thì nó đã làm cho cái biểu đồ và những cái tính toán chúng ta nó phải thay đổi rồi. Vì vậy rằng là nếu như trong trường hợp có cái gì cần cập nhật thì mình sẽ ưu tiên cập nhật lên Facebook trước. Giống như là ở cuối tháng trước thì khi mà mình không làm kịp cái video những cái ngày cuối tháng thì mình đều update trên Facebook nói cái việc là giá nó sẽ đóng cửa hướng lên chẳng hạn. Thì mọi người nên kết bạn Facebook cá nhân của mình để ở trong phần mô tả để có thể cập nhật kịp thời nhé. Còn video nó có thể là nó sẽ bị chậm hơn, nó có thể nó sẽ có những cái không linh hoạt bằng. Thì chúng ta chỉ dùng nó để làm mục đích tham khảo. Nói nhanh về cái xu hướng của những cái thời gian vừa rồi. Cây nến tháng trước, cây nến tháng 6, giá nó có biến động từ trong vòng khoảng trông như thế thôi, nhưng từ đỉnh 41.500 xuống đến đáy thấp nhất của nó là 28.500 cũng đã là một cái sự sụt giảm 31%. Và ở cái đóng cửa của tháng 5 so với mức giá đóng cửa của tháng 6 thì rõ ràng rằng là giá nó cũng có một sự sụt giảm. Sụt giảm đến 8%. Và mọi người thấy đúng không ạ? Cái này thì chẳng cần phải nói, rõ ràng là ba cây nến đỏ liên tục thì rõ ràng hiện tại cái xu hướng chủ đạo nó vẫn là xu hướng giảm. Mình biết rất là nhiều người mong muốn nghe rằng là nó đã đến xu hướng tăng chưa, nhưng mà bằng đồ thị, bằng biểu đồ thì chúng ta đều thấy nó đang là một xu hướng giảm. Tuy nhiên, cái điều hay đó là chúng ta vẫn thấy được một cái sự bảo vệ ở cái mốc 30.000. Những cái cây nến nó chạm 30.000 rút dâu lên, chạm 30.000 rút dâu lên. Đó là trên biểu đồ nến tháng. Và thứ hai rằng là cái động lượng giảm, tức là cái mức độ sụt giảm động lượng của nó đã cũng đã giảm đi, chậm đi. Vì vậy rằng là nếu như nhìn trên biểu đồ thị tháng thì mình mạnh dạn mình khẳng định, dám dự đoán rằng là giá nó sẽ còn xuống vùng 30-31.000-29 này một lần nữa. Vài lần thì mình không biết, nhưng mà nó sẽ có xu hướng xuống, chạm xuống. Đấy là đầu tiên. Mình sẽ đi vào cái khung tuần để nhìn rõ hơn. Chúng ta lần trước đúng không ạ, ngày cuối cùng, ngày Chủ nhật, chỉ trong vòng 2 tiếng trước khi giá đóng cửa thì một cái cú đẩy đầy thao túng nó đã đẩy cái giá cây nến đi lên, đẩy thẳng giá đi lên để đóng cửa được ở trên cái đường EMA 50. Nhưng nếu như mình nhìn tổng thể lại trong tháng trước, chúng ta có một cây nến xanh, hai cây nến xanh, ba cây nến xanh. Mặc dù nến xanh với động lượng nó giảm đi, với cái sự gọi là cái phe bán nó vẫn kiểm soát, nó vẫn đẩy giá xuống. Tuy nhiên chúng ta đã nhìn thấy, hoặc là cái cây nến này, chúng ta đã có một sự kỳ vọng rằng là giá nó sẽ bật tăng lên sau với cây nến này. Tuy nhiên là nhìn theo những cây nến tiếp theo thì nó lại là một cái sự chiếm lại cái quyền kiểm soát của phe bán. Và đặc biệt là cái cây nến này, nhiều người cũng kỳ vọng rằng là giá nó sẽ bay lên luôn ở trong cái tháng 7 vừa rồi. Một cây nến búa đúng không ạ? Tuy nhiên rằng là rõ ràng những cái ngày đầu tiên của chúng ta nó đều cho tín hiệu rằng là đi xuống. Nhưng mình thấy rằng là cái việc mà vẫn bảo vệ được đây, cây nến tuần này thì chỉ còn có một ngày 19 tiếng nữa thôi. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nó xuống luôn hay là nó đi lên, thời điểm này rất là khó, rất là khó để dự đoán. Bởi vì thị trường nó cũng đang tranh chấp, và nếu chúng ta nhìn một chút về cái volume, đây là volume giao dịch của các đồng ổn định, thì trong vòng 30 ngày vừa rồi đúng không ạ, hoặc là mình sẽ dùng 90 ngày đi cho nó rõ hơn. Mọi người thấy đúng không ạ, đỉnh điểm của nó từ ngày 20 tháng 5, cái thời điểm mà giá nó bắt đầu sụt giảm ấy, thì giao dịch USDT và các đồng ổn định khác nó liên tục giảm. Mọi người thấy đúng không ạ, nó giảm. Và càng ngày nó càng giảm sâu. 30 ngày cũng như vậy thôi.
Cho nên rằng là cho đến khi nào mà chúng ta thấy có một cái sự sôi động hơn của thị trường, cái vốn hóa, à quên, cái số volume giao dịch của các đồng ổn định nó tăng lên, thì chúng ta mới bắt đầu có thể hy vọng rằng là à cái đà tăng nó bắt đầu tiếp diễn. Về vốn hóa USDT, nếu như mà chúng ta nhìn trong vòng biên độ 90 ngày thì chúng ta có thể vẫn thấy rằng là nó đang giữ ở cái mức ổn định. Mọi người lưu ý nhé, nó vẫn đang giữ ở cái mức ổn định 62-63 tỷ. Tuy nhiên nếu như theo sát cái phân tích on chain thì sẽ thấy là một cái lượng liên tục các đồng ổn định bị đốt đi để lấy tiền về, và song song với nó là cái đồng ổn định mới được đúc ra. Tức là mọi người phải hiểu là trong cái quá trình này đồng ổn định nó đang có hai phe giằng co mua bán, giữa một phe là nghỉ cuộc chơi và một phe là tham gia cuộc chơi. Mình vẫn nói rằng là cái câu chuyện đồng ổn định này nó có thể bị thao túng. Tuy nhiên kể cả là không thao túng hay có thao túng thì vẫn phải thấy ở trên cái on chain này, mặc dù nhìn thì nghĩ rằng là à nó đang bình lặng yên ổn, thế nhưng mà đang có một cái sự tranh chấp khốc liệt giữa phe mua và phe bán ở trong cái giai đoạn này. Và khi mà trong cái giai đoạn mà thị trường đang lưỡng lự như vậy, phe mua phe bán nó giằng ra như vậy, thì mọi những cái nhận định giá lên hay giá xuống đều là đánh bạc. Mình không biết các kênh khác hay là các cái nhóm khác họ đưa ra những cái xu hướng dài hạn bằng cái suy nghĩ hay là bằng cái nhận định gì, nhưng nếu như nói rằng là dùng đồ thị để mà chứng minh thì mình thấy rằng là nó khá là vô lý. Đã rất là lâu rồi, từ ngày 19 tháng 5 đến giờ giá Bitcoin nó cứ sideways trong cái vùng này, và thời điểm này thì nó sideways từ ngày 19 tháng 6 đến giờ thì nó sideways trong cái vùng này. Đó là những cái vùng mà giá nó đang sideways. Mọi người hiểu không ạ? Xuống hoặc là lên hoặc là xuống ở trong cái vùng này thì là cái sự sideways của giá Bitcoin thôi. Chúng ta đã trải qua một cái cú giao cắt tử thần và giá nó không thủng 30.000, đó là một cái tín hiệu tốt cho cái việc giá nó có thể uptrend tiếp tục. Đó là tín hiệu tốt. Chúng ta có một cái cú giảm gọi là cú spring nhá. Nhiều người nếu mà anh em theo dõi hoặc là tham gia nhóm hỗ trợ của mình thì sẽ biết cú này mình gọi là cái cú spring. Nhưng mà cú spring này nó không hoàn hảo. Thậm chí là đối với mình rằng là nó có thể là nó dấu hiệu cho một cú giảm giá tiếp tục nữa cơ. Nhiều người nói rằng là sau cái cú này nó sẽ giá nó sẽ đi lên mạnh, thì mình không thấy thế ở trong cái biểu đồ này. Chúng ta đang liên tục có cái volume giảm. Mình nghĩ rằng là chỉ sắp tới thôi, cái nhận định của mình đó là gì ạ? Trong cái tháng 7 này giá nó sẽ vẫn nằm biến động ở biên độ nhẹ. Có thể giá nó sẽ biến động xuống vùng 30.000. Mình nghĩ rằng là nó sẽ còn xuống nhá. Suy cho cùng thì trong cái giai đoạn này nó vẫn đang là giai đoạn xu hướng giảm, nó là nắm quyền chủ đạo. Cho nên rằng là mình thấy rằng là vào những ngày đầu tháng nó đã không phá đi được lên rồi thì mình thấy rằng là nó sẽ phải đi xuống thôi. Cái việc mà mình nó xuống trong cái vùng 30.000 này trong thời gian sắp tới là cái việc mà theo mình là khả năng cao có thể xảy ra. Tiếp theo rằng là cái câu chuyện là có thủng cái vùng 30.000 này không, đó là một cái mà tại sao đến bây giờ mình cũng đang rất là phân vân. Mình nhìn những cái tin tức và mình nhìn những cái, nếu mà nhìn trên phân tích on chain, mình sẽ dùng phân tích on chain một chút. Thời điểm mà từ cái cú rút ra ngày 15, 37.000, 38.000 Bitcoin được đưa ra khỏi sàn, đến bây giờ đã là khoảng gần 20 ngày rồi, thì chúng ta thấy cái lượng Bitcoin đưa vào và rút ra nó cân nhau, gọi là gần như cân nhau đúng không ạ? Có những ngày đưa vào nhiều giá nó xuống, và có những ngày lấy ra nhiều thì giá nó đi lên. Thì đối với mình những cái biến động của đây, mà thực ra những cái này Bitcoin đưa vào 5.000, đưa vào 4.000 này, lấy ra 1.000, 2.000 này nó không lớn, không có nhiều cái sự ảnh hưởng đến giá. Vì vậy rằng là mình đang trông chờ rằng là trong tháng 7 này sẽ có một sự ngã ngũ giữa bên mua và bên bán. Hiện tại đây, trong cái thời điểm hiện tại giá, cái đây là cái lượng Bitcoin lưu trữ ở trên sàn không có sự biến động nhiều đúng không ạ? Mọi người thấy đây, trong cái giai đoạn này gần như là nó đi ngang thôi, gần như là nó đi ngang thôi. Sau cái cú mà lấy ra nhiều từ 2004 xuống vàng đúng không ạ?
scale. Sao mình lại không phải được nữa rồi. Xong rồi cụ lấy ra nhiều nhiều từ 2.500 Bitcoin, à 2 triệu rưỡi Bitcoin xuống 2 triệu tư rồi giảm xuống 248, tức là hơn 200 ngàn Bitcoin à. Thì sau đó thì những cái Bitcoin đưa vào đưa ra nó đang cân nhau. Chúng ta có thể thấy ở trên cái biểu đồ Bitcoin của các sàn thì lại thấy là một cái dấu hiệu mình thấy cũng đã tốt cho cái dấu hiệu đà tăng giá. Đó là rõ ràng ở trên sàn Binance, à Coinbase Pro là cái màu xanh lá cây, thì cái lượng Bitcoin có một cái thời gian nó tăng nhẹ nhưng đến bây giờ nó vẫn đang tiếp tục giảm. Nó không tăng nữa mà tiếp tục giảm. Và chúng ta phải biết rằng là những cái sàn Coinbase Pro là nơi mà các cái tổ chức lớn của cái phe châu Âu, châu Mỹ, Tây Âu, phương Tây đấy, họ gom Bitcoin. Còn những cái sàn phái sinh, đặc biệt mình lấy Binance để cho mọi người thấy nơi mà những cái cá gọi là những nhà đầu tư ngắn hạn, những cái con cá nhỏ chúng ta đấy, những người giao dịch nhỏ lẻ đấy hay sử dụng ấy, thì cái lượng Bitcoin sau một cái thời gian được đưa lên, đúng không? Chúng ta nhìn thấy được Bitcoin nó được đưa lên liên tục, thì đã có dấu hiệu rằng là chững cái đà tăng lên đó và giảm theo. Có nghĩa rằng là cái lực bán, mình thấy rằng là cái lượng đưa Bitcoin lên nó đã có dấu hiệu là nó đã chững lại rồi. Vậy kết hợp lại những cái nhận định đó thì mình kỳ vọng rằng là cái mốc 30.000 này được bảo vệ. Mình rất kỳ vọng là có mức 30.000 này được bảo vệ. Nhưng nếu như mức 30.000 này không được bảo vệ và giá nó có thể xuống cái vùng 25.000, 25, 26.000, 24.000 hoặc là thấp hơn. Mình nghĩ rằng là nếu như giá nó có thủng cái vùng 30.000 này đi chăng nữa, nó về cái vùng 25.600, 25.700 này này, thì hoàn toàn có thể đó là cái cú giảm cuối cho một đà bật tăng. Với những thông tin như hiện tại nhé, mình nói thế để cho mọi người, những người nhìn thấy cái đà sụt giảm sẽ không quá là lo lắng. Mình hy vọng rằng mọi người, nếu như giá nó có tiếp tục giảm, áp lực giảm chắc là nó đang tồn tại rồi, bán xuống thì vẫn đang thấy rồi, thì không quá lo lắng. Bởi vì là với cái tình hình như hiện tại thì mình thấy rằng là cái lượng người mua Bitcoin vào ở cái vùng giá 30.000 này rất là nhiều, và các quỹ lớn họ sẽ không để cái giá chúng ta thủng quá sâu đâu. Và nếu như có thủng thì chăng nữa, đó chính là cái thời điểm mà họ đạp giá xuống để họ gom hàng thêm. Mình nhận định là như vậy. Và cái mùa đông crypto nếu như nó có đến thì mình nghĩ rằng là nó sẽ không đến quá dài nữa. Chúng ta sẽ không phải chờ những cái chu kỳ 4 năm nữa. Nó sẽ có thể chỉ là chu kỳ 6 tháng, 1 năm gì đó. Đó là nếu như mà kể cả là giá nó có xuống. Ok, đó là cái nhận định cho những cái xu hướng xuống. Mình sẽ nói lại một chút này. Ngắn hạn thì mình kỳ vọng rằng là giá nó có thể xuống và nó sẽ hồi, nó sẽ vẫn đi sideways trong cái vùng này. Tuy nhiên, có thể từ giữa tháng giá nó sẽ có cái cú sụt giảm mạnh hơn. Nếu như giá nó sụt giảm mạnh và nó hồi phục lên rất nhanh thì có thể sẽ tiếp tục ngay một cái đà tăng lên một cái vùng giá mới. Lên vùng 40.000 và mình kỳ vọng là lên cao hơn. Mọi người lưu ý nhé. Tức là nếu như mà giá nó bảo vệ được cái vùng giảm giá mạnh 30.000 này, nó không thủng thì nó sẽ đi lên luôn. Sau một cái giai đoạn sideways nó sẽ đạp giá xuống và nó đi lên. Còn nếu như giá nó có thủng xuống 25.000 thì ok, lúc đó giá nó sẽ chưa lên được ngay đâu, nhưng chúng ta sẽ lại thấy một cái giai đoạn biến động sideways như thế này nữa. Rồi mình kỳ vọng rằng là giá nó vẫn tăng. Vậy là gì? Trung hạn và dài hạn thì mình đánh giá rằng là Bitcoin vẫn đang tồn tại trong một cái xu hướng tăng, được những cái thông tin, những cái cơ sở cả on-chain, cả tin tức. Và nói cho cùng thì đồ thị thì không ủng hộ cho uptrend, nhưng thông tin và những cái on-chain thì vẫn đang ủng hộ. Còn với những bạn muốn nghe những cái thông tin để tăng giá thì sao ạ? Mình đang nhìn biểu đồ ngày. Về trên cái biểu đồ ngày thì chúng ta có thể thấy rằng là volume thì nó đang giảm. Volume thì nó đang giảm. Cho nên là cái đà giảm này nó đang giảm đi. Có thể có một cái cú tăng. Tuy nhiên, cho đến khi nào mà cái đường EM, các cái đường EMA nó bắt đầu nó có dấu hiệu, nhất là đường EMA nhanh này này, 50 này này, nó có dấu hiệu là nó quay lên. Và cái đường vàng này nó dừng cái giai đoạn dốc xuống này lại, nó nằm bẹt ra, thì lúc đó chúng ta mới có thể chờ đợi một cái cú giao cắt đi lên để giá Bitcoin có thể tăng mạnh. Và mình nghĩ rằng là để mà làm được cái việc đó, ít nhất nó cũng phải mất thêm khoảng một tháng sắp tới.
Vì vậy là trong cái tháng 7 sắp tới, chúng ta nếu như là anh em nào đánh theo file long, tức là muốn mua lên để có lời, thì cũng hãy cố gắng là đặt những cái vùng TP ngắn thôi. Bởi vì chúng ta luôn có những cái cản rất là mạnh đang ở trên này, ít nhất là đường EMA 50. Mọi người lưu ý á, đường EMA 50 này sẽ là một cái cản rất là mạnh cho cái đà tăng. Và mình chưa thấy có dấu hiệu của đà tăng trong ngắn hạn. Nhìn thì có thể thấy rằng là cái giá BTC nó đang tạo ra một cái đáy trũng. Tuy nhiên, nhận định của mình đó là chạm vào đường EMA này rồi chúng nó sẽ lại quay đầu. Có thể chỉ trong vòng vài ngày sắp tới, hôm nay là ngày mùng 3, mình kỳ vọng là 5 cho đến 6 ngày nữa thì sẽ có một cái cú đi tiếp tục test cái vùng 30.000 này. Chúng ta sẽ chờ xem, mình sẽ có những cái thông tin cập nhật hàng ngày ở trên Facebook và mình sẽ cập nhật những cái ngắn hạn bằng video sau khi giá nó có xu hướng tiếp cận cái vùng 30.000 này, và chúng ta sẽ trả lời dựa trên cái phân tích, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp thị trường sẽ đi về đâu. Đó là những cái nhận định của mình về tổng thể cái xu hướng của thị trường crypto Bitcoin trong cái tháng 7 này. Mình sẽ ra những cái video cập nhật liên tục nếu như mà có những cái thông tin nó thay đổi so với video này. Còn nếu như không thì hãy chúng ta hãy cứ bám theo và giao dịch nhé. Hãy like, share và cho mình xin một subscribe nếu mọi người thấy thông tin của mình có ích. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Hẹn gặp lại.